Tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Huyền Tiên. Đang có khán giả đem nước về của chú anh chị ơi. Bà cô là hay hình như là có đến đây rồi cô chú anh chị. Quay đặt kìa, cơ kìa, cơ kìa. Cho anh em uống. Chào cô, hình như là cô có hay đến đây đem nước xuống giờ phải không cô? Đó xong cái cô ra, cái cô ra ngoài, cái cô mua nước đem vô đây xong cái cô về đúng không? Dạ dạ. Cô đem hai hộp nước ra qua Pina. Cô này là không có lên ra mấy lần rồi. Dạ, vậy mình né né cô ra ha. Né né cô ra đi. Để tội nghiệp cô. Nghe được gỡ gãy rồi hả? Mới gỡ nèo qua tin vui của Bùi Hải đó. Quá trời luôn. Mới gỡ nèo qua thấy gỡ gãy. Gỡ gãy sao rồi sao rồi? Đây vui chưa? Vui chưa? Vui chưa? Đây đúng vui, vui rồi. Vậy đậu năm cũng phù hộ cho con. Vậy là chắc cúng gì trả lễ đậu chú đậu chứ. Rồi sau đó là cũng mời khán giả ha. Nên anh em ở mộ cũng không, tụi con đâu có quay nữa đâu cô. Dạ. Dạ. Tại ta 666 gì đó nó quay đó. Dạ. Với lại cái anh Niu gì đó. Dạ. Vậy là cái chú gì đó. Dạ. Chú mập mập áo vàng vàng. Áo vàng vàng. Áo cam cam á. Cam. Anh Minh hả cô? Dạ đúng rồi. Con thấy cô chở tới là con nói là cô này quen nè, cô từng đến đây nè. Dạ. Nó nhiệt tình lắm á. Thấy ai chở gì vô lúc chào dạ. Sao rồi cái lọc của anh giờ anh định làm gì vậy? Đem về luộc ăn. Đem về luộc ăn hả? Đem gà trứng cho lọc. Bắc Bình Dương là sao cô? Một trứng thôi. Chùa nó ăn trứng đi, biết đâu chiều nay lụm được trứng nữa. Dạ nay ở dưới quay nhà Hồng Loan. Dạ. Dạ vô tới rồi. Anh yêu hả? Anh yêu. Dạ. Con biết em nữa kìa. Anh em bây giờ rất là vui ha, vì Hải được chú Thanh Điền ở gậy. Nói chung cũng ơn, cảm ơn chú Thanh Điền rất là nhiều nha chú. Tạo điều kiện cho Hải nó chục lỗi ha. Rồi mình chúc chú giờ luôn đi, chúc chú năm mới cái gì, sức khỏe gì đó. Cảm ơn công việc. Cô mình làm clip luôn. Ba Bùi Hải vui à. Vui rồi. Tao cũng vui nữa. Còn gì nữa đâu, nói anh nhắn gì gỡ ra còn gì nữa. Không nhắc nữa. Qua luôn. À, cũng nhờ anh Niu này nha. Hôm nay. Anh Niu qua anh gọi cho cô đó. Liên hệ với cô đó là cháu của chú Thanh Điền. Nên nha, anh Niu cho em số điện thoại em gọi cho cô nói là để cô nhắn lại chú. Rồi em cũng cảm ơn Niu nha Niu. Bởi vì anh nói rồi cái gì mình cũng phải qua mình nói một tiếng là chú ấy ha, người lớn mà. À, mát lòng bất dạ là ta ấy hả à. Người lớn ai cũng vậy hết. Có lần sau mình không có. Ừ, rồi nay con lão dạy rồi lần sau con dám nữa đâu chú. Lần sau nữa con chú có lên mình có anh mình có quay thì anh như quay bình thường quay, quay đúng rồi. Sợ là tại vì đừng có. Mà mình xin lỗi chú mà mình phải qua chụp cái mộ của cô Khanh Kim Huệ mình xin lỗi chứ. Chú mình làm không neo đúng không? Này này đáng lẽ thằng Hải nó mua gì cúng cô cũng được. Nó mua nước hay sữa hay gì cho cúng cô. Ngày mai mua trái cây đi. Phải mua trái cây là lúc này mới mua à. Ngày mai mua trái cây thôi. Mua trái cây vô tạ ơn cô Hành Kim Huệ. Thấy không, anh nói là linh lắm đó, đây với ông linh lắm đó.
tạ ơn cho cô cũng phù hộ cho chú gỡ gậy bản quyền của Quỳnh Hải. Anh trên video là anh nói là biết bao nhiêu đó, đó xin nhiều lắm đó trên video á. cô hai cái cô ấy hay xem video của anh lắm á. Cô tóc ngắn rồi đó, là cô biết mấy anh em đây hết. Trước là buổi trước mai à, buổi hai mua dĩa trái cây vào sáng sớm để tạ lễ cho cô thì chú tiền được. Đó, nói chung là đây là một cái bài học để là mà mình kinh nghiệm. Bây giờ em nó cũng mới làm YouTube, nó có gì thì nó bật chật thì nó nói. Có những cái nó sớm mình gọi này thì mong là cô chú có hoa mai nở rồi. Để nó thấy con để lát con tóc mình lượm với cây mai nữa. Cây mai gì nữa, cây mai bữa nay là nó qua mai nở rồi nè. Đó mình lượm cái đây đi. Mai nở nhiều lắm, mai nở. Đó bây giờ vậy là tốt rồi, đẹp rồi. Nở luôn rồi nè. Nè bên cô Huệ cũng nở bông rồi nè. Nở hai bông rồi nè. Nè, nở hai bông nè. Mai nở nhiều. Một lần thôi. Bữa nay là nhiều rồi ha. Ôi, đừng đụng ba đợi đừng đụng. Ông ôm cái quá. Ôm gì ôm đứng đây. Ôm cái mai ta hết trơn à. Bắt tay bông chưa? Bông quá rồi ha. Đen lên nụ quá trời luôn. Hôm qua em buổi chiều em có nói rồi. Hôm qua em anh kêu anh đó, bữa nay là bông bữa nay quá đẹp nhiều đó thấy không? Mà không biết. Bữa cái để tôi bên kia nhà bên kia ít bông hơn thấy chưa? Ê nấu vàng ơi. Cái bảy chân nó lẻ chia cho bảy anh em á. Thì ngượng chứ. Lúc kéo bùng gác của mình anh kéo nó hơi nở không? Thì anh em có quà cùng chia, có lộc cùng hưởng sao kìa. Bây giờ cái quà này để mình anh hưởng rồi mới có quà anh kia. Còn mấy anh kia biết chưa, chắc biết hết rồi. Mà không có đồ chia lộc hả? Khi nào em anh thấy em có YouTuber nữ đến sớm thì cho rồi em đựng trứng không? Đựng trứng thì làm được gì đâu. Thì ăn cũng được. Trứng gà nó mới ngon á. Con gà gà trống mà đẻ đi. Có con gà. Cặp mặt máy đó kìa. Có con gà. Em kêu ảnh thôi chia 7 anh em 7 trứng thì nó không chịu. Sáng nay là anh nấu vàng được lọc được 7 hồn gà. Tại vì biết sao mấy con gà mà mấy cô chú mình đi về mình thả mở cái mã đó. Đúng rồi. Nuôi trong đây nó sống tự nhiên nha. Nó đẻ. Con gà này hôm trước giờ nè quý chị cây một con. Kệ nó nữa kìa, anh nấu vàng ơi. Nó đang đi kiếm ổ kìa. Nè. Đây nè. Gà mái nè. Gà mở cái mã hả? Không biết gà rừng. À gà mở cái mã là thì không người ta bỏ luôn phải không? Đẹp ha. Cũng tùy như nó xảy á chứ có cái mình cũng phải cầm về mà phải không? Tại giờ anh hay bu lùm đâu là anh tìm chứ à. Thôi bữa nào mà nhìn ai ngờ con gắn ở trong đó chứ không phải cái trứng rồi nha. Mấy lùm lùm này nguy hiểm lắm nè, đó giờ cũng có khả năng có trứng lắm nè. Chị bỏ lại cái trứng đi rồi trưa nay nó đẻ rồi đi chim trứng không chị? Bỏ chưa? Bỏ rồi, mẹo thấy không? Nói lên chi vậy? Đâu có gì đâu. Thôi nói gì vậy, mới ngồi mới nghe kìa. Đó là cái video của Huyền Tiên xin kết thúc của chú anh chị ơi. Nãy là ghẹo anh nấu vàng chơi thôi cô chú anh chị, chứ không có ý gì nha. Chúc cô chú anh chị có một buổi sáng thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.